me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Hello, xin chào các bạn và chúc các bạn một ngày nghỉ lễ cuối tuần là vui vẻ nhá. Thì trong clip này mình sẽ tiếp tục đàm về vị tướng Murat cùng cái bộ trang phục soái ca, MTP, thần tượng học đường. Và có sự thay đổi gì cho vị tướng Murat trong phiên bản cập nhật tiếp theo hay không? Đó là rất may và cũng rất là vui. Nó không có thay đổi gì anh em ơi, không giảm lẫn không tăng. Chính vậy, Murat vẫn là vị tướng sát thủ đi rừng khá là mạnh. Và trong đấu giải thì vẫn thường xuyên được sử dụng anh em ơi. Ok. Hôm nay mình sẽ tiếp tục trình bày cái lối trang bị Murat và cách chơi để anh em chơi Murat hiệu quả hơn nhá. Chính Murat của mình thì nó cũng không cao lắm đâu, chỉ là mức trung thôi anh em ơi. Thành ra là đấu cao thủ thì nó hơi bị gượng một chút xíu. Ok. Bởi vì đây là vị tướng anh em phải luyện tập cũng khá thường xuyên thì đánh ảo diệu tốt được. Chứ mình lâu lâu không đánh thì lại phải cúi bắp rồi anh em ơi. Không sao, vẫn cố gắng quẩy thôi. Vì kiến thức cơ bản thì đã nắm gió rồi. Còn kiến thức ảo diệu thì cần phải tích lũy và luyện tập thường xuyên. Cách đơn giản nhất và hiệu quả nhất thì anh em cứ lấy nội tại rồi ở trong quái rừng phi thân ra ảo ánh tràng rồi giật bóng về. Đơn giản hiệu quả, rất dễ dùng anh em ơi. Đội hình có Oma, Roamer thì nó lại dễ hơn rất nhiều khi mà team bạn có đến 2 xạ thủ rồi. Ok, chém mấy đồ tại, chém mấy đồ tại. Ảo anh chảm, giật về. Không chết ai cả, tiếc thật ý. Hiện tại thì mình đang rất gọi là mong chờ để vào bản test để review những vị tướng thay đổi kỹ năng rất nhiều. Đặc biệt là con Ngộ Không, con Khỉ của hôm qua đã hứa với các bạn rồi nhưng mà hôm nay vẫn chưa làm được. Bởi vì là do bản test nó vẫn không thể vào anh em ơi. Mình đã cập nhật đến lần thứ 10 rồi anh em ạ mà vẫn không vào được. Đấy, liên tục check để xem có vào được không mà không vào được, rất là buồn anh em ơi. Hiện tại thì các bạn Carla vẫn đang là chỉnh sửa chưa xong. Đang lỗi anh em ơi. Chính vậy anh em vào thì cứ bị cập nhật thôi. Chắc là nhiều bạn cũng bị giống mình đấy. Nói chung là các bạn ngóng chờ để vào bản test review thì cũng giống mình thôi. Và trong lần cập nhật này thì chắc là có một con tướng mới đấy. Chắc là con tướng mới anh em ơi. Con tướng này thì mình chưa làm review anh em ơi. Và khi nào nó cập nhật sau mình sẽ review vị tướng mới đấy nhá. Ok, thì trở lại trận đấu thì vẫn là 0-0. Cách chơi đơn giản thì lấy đội tại thì vào thôi anh em ơi. Trước hết mình sẽ cướp con bùa đỏ này đã. Ok. Wow, team bạn rất là đông. Đến ngay chiều cuối của bé theo lát. Tuyệt tình tiễn, à không. Trung tình tiễn. Rồi, có mạng Alice rồi anh em ơi. Ok. Tiếp tục voi thì kiểu anh em ơi, tuyệt vời, voi chết chắc rồi. Đó. Đội hình team bạn thì sợ nhất bé Alice thôi anh em ạ. Bởi vì Alice đó là khắc chế cũng bị tướng sát thủ mà. Đặt chiều cuối cái cơm nặng thì mình có khi là nhiều khi là chậm một giây thôi thì mình mất kỹ năng cuối hoặc là mất cái kỹ năng giật về. Chậm một giây thôi là mình có thể là bốc hơi. Cái cơm nặng của Alice nó rất là vô cùng khó chịu anh em ạ. Nhưng mà khi các bạn thấy đội hình team bạn mà có nhiều xạ thủ hoặc xạ thủ đi rừng hoặc lại có thêm một xạ thủ nữa thì anh em nên pick Murat để đeo danh nhá. Đó, pick như vậy thì anh em sẽ dễ đánh hơn rất là nhiều vì Murat khắc tinh của những vị tướng xạ thủ mà. Ok, không đuổi kịp rồi. Bạn voi phát hiện ra mình trong đây. Why?
cách chiêu nhất kích tất sát của Ryoma vẫn rất là mạnh, và trong phiên bản tiếp theo nó sẽ bị giảm sức mạnh ở cái chiêu nhất kích tất sát anh em ơi. Rồi, đông quá, quá đông luôn anh em ơi, không dám lao ra luôn. Từ khi Ryoma mở bát chứ mình không dám mở bát đâu. Ăn chu đi các bạn ơi. Rồi, tao anh trả. Rồi ok, giật về. Vẫn chưa chết anh em ơi, rất đáng tiếc, à rất vui. Vẫn còn sống. Nói chung là dừng còn sống là tốt rồi, chứ để dừng mà chết thì nó khá là to. Rồi. Ôi xong rồi. Ào anh chàm cấu gì à thôi, chứ tình huống này cũng chẳng làm gì được anh em ơi. Và các bạn thử thấy là team bạn đi chung với nhau rất là đông. Ở chiến thuật là đi chung với team bạn thì mình chỉ có là cấu gì à thôi, chứ nào thẳng vào cũng hết sức nguy hiểm. Phải có người mở giao tranh. Chứ mình mở giao tranh là bốc hơi ngay lập tức. chiến thuật Murat thì khi mà team bạn đi chung thế thì anh em chỉ có cấu rỉa thôi nhá. Ok, uầy. Công nhận Ryoma chiêu 2 nó thốn thật anh em ơi. Nó chọc phát nào thì nó thốn đến tận rốn. Kinh hết cả người. Rồi voi, voi này đập, đập, đập. À anh chàm, trời ơi. Không giữ chân được voi anh em ơi, tiếc thật ý. Voi Alice đội hình gọi là rất thích hợp bảo kê. Rồi, qua thanh niên tốc biến đẹp thật. Rồi, bắt Slim, bắt Slim. Rồi, theo lát bắt Slim chắc chắn chết mình. Ôi thôi vậy, trời ơi, Alice. Gặp ngay về Alice và Ryoma chọc sao mà thôn lên rồi. Sợ nhất cái chiều nhất kích tích sát của Ryoma anh em ơi. Ryoma tìm bạn cũng rất là xanh rồi, vàng thì vẫn bằng mình. Cho thật. Đấy các bạn thấy đấy là mình đã chú tâm là chỉ dình bắt xạ thủ thôi, nhưng mà và đấy là hơi ham hố mà cũng quá đen đi. các bạn khi mà đối mặt giữa Ryoma và Murat thì lúc đầu game thì anh em nên cẩn thận chút xíu nhá, bởi vì lúc đầu game của Ryoma nó rất là mạnh. Rồi đây rồi, con mồi của mình đi rồi. Adit nè, chạy làm sao được. Ào anh chảm nè, đó quay. Hai thanh niên xạ thủ phía sau nửa cây máu không có thi đấu được. Tiếp tục Slim này. Slim nè. Rồi Ryoma, trả thù dám chọc mình này. Chọc mình này. Wow, thiếu chát thương. Đáng tiếc thật anh em ơi. À nhưng pha này thì mình lại chơi bài cũ thôi anh em ơi. Rồi voi, uầy phun cây máu à. Rồi ào anh chảm giật bóng về. Ôi ôi sao bóng ở đây trời. Mọi người cứ tưởng bóng ở cái kia. Rồi lỗi rồi anh em ơi, lỗi quá, sai quá, sai rồi. Để team bạn em nhiều mạng quá, ăn 8 mạng rồi anh em ơi.
vàng thì mình nhiều hơn, nhưng mà mạng team bạn thì ăn rất nhiều, bởi vì là team mình ăn trụ nhiều hơn anh em ơi. Hiện tại là hơn team bạn 4 cái trụ rồi. Không sao, việc đánh liên quân mà đấu hạng mà đánh trụ được là nó rất là quan trọng. Và wow, nhiên là con kinh công ném mình kìa. Đây rồi, con mồi các bạn ơi. Ô ma ơi, mở giao tranh đi, trời ơi. Ok, uầy, tuyệt vời. Pha chiêu cuối rất đẹp của Superman. Bạn mà mở giao tranh kiểu này thì tìm bạn đỡ làm sao được. Ok, giật về. Rồi ok, quá trời. Mày thế. Tí xíu lên bảng điểm số tiếp rồi em ơi. Gạt thật. Trang bị của vị tướng Murat này thì nói chung là chỉ có một bộ trang bị hoặc là hai một bộ trang bị, đó là sử dụng đầu tiên là các bạn sử dụng cái combo song thương, thứ hai là các bạn sẽ sử dụng chỉ mình cái thương xuyên phá thôi, và theo đó các bạn sẽ dùng cái kiếm Muramasa. Hiện tại mình đang dùng cái combo giữa thương xuyên phá và kiếm Muramasa nhé. Và lên cái lane clear rất là sớm. Uầy. Không chú ý một cái tí nữa bị bác kinh công đập cho thốn lên zone anh em ơi. Như là đâm thốn lên zone, đâm vào tận zone anh em ạ, rất là đau. Pha đấy mình cũng chủ quan, bởi vì thực ra thì Murat có đến hai kỹ năng để né cái sát thương của kinh công, chiêu cuối và chiêu hai đấy. Mình nghĩ là thừa sức ăn được kinh công rồi, thành ra là hơi ẩu chút xíu, tí nữa là phải nói chung là trả cái quả đắng á. Voi này, voi là cái nơi lấy độ tạ rất là dễ anh em ơi, bởi vì voi không có khống chế cứng. Con này rất sợ được khống chế cứng nha anh em. Nếu team bạn có khống chế cứng nhiều thì anh em cũng đừng vích Murat làm cái gì, nếu không ăn hành đấy. các bạn nhìn đội hình team bạn pick Murat nha. Còn nếu mà các bạn đánh chưa tốt như kiểu đánh mình ý thì nhìn đội hình mà pick. Các bạn nào đánh Murat ảo diệu rồi thì kiểu gì đang chơi được đó. Ok, chiến thuật đơn giản nhất và hiệu quả nhất thì vẫn là lấy nội tại ở quái rừng rồi phi thân vào thôi. Rồi, voi này, Dioma này. Rồi ok. Rồi không giết được Alit. Đấy chú này bạn ơi. Mặc dù team không có xạ thủ thôi, nhưng mà nói chung là đẩy trụ cũng rất là ok anh em ơi. Nhưng mà Superman đẩy trụ rất là tốt. Superman thì nó đánh mấy cái nội tại thì nó sẽ gọi là ăn được một cái trụ rồi anh em ơi. Kế hoạch chiều cuối nên phá trụ thì siêu bá đạo rồi. Mấy cái đẩy, 2, 3 đẩy, 3 đẩy, 4 đẩy là nát trụ rồi. Thì phiên bản tiếp theo thì Superman vẫn lại bị suy giảm sức mạnh về cái thời gian giảm vào chiêu nha anh em ơi. Chiêu 2 và chiêu 3 đều tăng thời gian giảm vào chiêu. Nghĩa là kỹ năng dùng giãn cách lâu hơn ý, là giảm sức mạnh đấy anh em ơi. Thực ra thì phiên bản sau có rất nhiều vị tướng hot pick bây giờ bị giảm sức mạnh. Đặc biệt đó là hot pick Timmy, Superman, Violet đều bị sờ gáy mọi người ơi. Về pháp sư thì có Thunen, Rats không biết giảm hay là tăng đây. Cái này thì mình phải review lại ở trong bản test chính thức thì mới biết rõ được. Lauriel, Thunen anh em ơi. Và ba top pháp sư đều bị sờ gáy. để gọi là tạo cái tiền đề cho những vị tướng pháp sư khác lên ngôi phá trụ này, endgame rồi các bạn ơi. Ok, như vậy là video clip của mình chém gió về vị tướng Murat cùng những vị tướng thay đổi sức mạnh trong phiên bản cập nhật tiếp theo đến đây hết rồi.
Xin chào các bạn và chúc các bạn một ngày nghỉ lễ cuối tuần thật là vui vẻ bên người thân. Hẹn gặp lại và bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.